tàu Thanh Thành Đạt 8999 cập cảng Tổng hợp Quốc tế Sông Lam vào ngày 19 tháng 10. Dự kiến sau 3 ngày lên hàng, con tàu này sẽ rời cảng để vận chuyển hơn 5 vạn tấn dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tại Nghệ An, trước tháng 6 năm 2023, năng lực của các cảng biển tổng hợp chỉ đón được tàu tải trọng từ 3 vạn tấn trở xuống. Nhưng với nguồn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng của tập đoàn The Vinsight, từ giữa năm 2023, cảng tổng hợp quốc tế Sông Lam đủ năng lực đón các tàu có trọng tải lên đến 7 vạn tấn. Để mà cạnh tranh với các cái cảng thành bàn thì cái sự mạnh của bên cảng tôi là đầu tư cái cảng biển có cái mở nước sâu, cái luồng sâu thuận lợi. Thì từ thời điểm bắt đầu chúng tôi khai thác từ ngày 2 tháng 6 2023 đến nay là chúng tôi đã khai thác 6 chuyến tàu với kích cỡ lên đến 50.000 tấn. Trong khi đó, chuyến đầu tiên của 50.000 tấn là vào ngày 24 tháng 7 năm 2023 cũng chuyến tàu Thanh Thành Đạt tại vị trí này. Việc cảng tổng hợp Vinsight đón tàu đến 7 vạn tấn đã khơi thông được luồng hàng xuất khẩu. Trong đó, riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thành Đạt thì đây là chuyến thứ 5 đưa tàu cập cảng tổng hợp quốc tế Sông Lam làm hàng. 6 tháng đầu năm thì xuất được khoảng 3-50%, nhưng 6 tháng cuối năm thì xuất được 100%. Đây là cái ta phải ghi nhận. Còn cái việc công ty cũng rất mong muốn và cũng có chỉ đạo, cũng như hiện trong hiệp hội gỗ thì đưa tất cả các nguồn hàng về đây để tăng thêm cái thuế xuất khẩu cho tỉnh nhà. 6 tháng đầu năm chỉ xuất khẩu được 30% đến 50% lượng hàng. Tuy nhiên trong 6 tháng cuối năm, xuất hàng đạt 100% sản lượng. Theo đó, tính đến hết quý 3, các thành viên Hiệp hội Sản xuất gỗ và Lâm sản ngoài gỗ Nghệ An chỉ đóng được 12 tỷ đồng thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, chỉ riêng trong quý 4, dự kiến sẽ đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 20 tỷ đồng. Nói gì thì nói, ngành gỗ là để xuất khẩu. Mà đã xuất khẩu là phải phụ thuộc vào cảng. Mà cảng phải đủ lớn để cho tàu vào. Phải nói đây là một cái sự kiện rất quan trọng cho cái ngành chế biến gỗ của Nghệ An nói riêng và cả cái khu vực Bắc Trung Bộ này nói chung. Đến nay thì đã có tàu là trên 5 vạn tấn vào cập cảng để mà xuất khẩu cái đồ gỗ, sản phẩm gỗ của Nghệ An ra nước ngoài. Đấy là một cái động lực cho khi phát triển khu lâm nghiệp rừng núi cao sắp tới và cũng là giải quyết khi phát triển kinh tế rừng cho bà con nhân dân ở tỉnh Nghệ An. Việc nâng cao năng lực xuất khẩu là tín hiệu vui khi Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ. Đây là khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của cả nước với kỳ vọng sẽ đi đầu trong phát triển lâm nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ có chất lượng cao theo chuỗi liên kết giá trị.